quay lại với channel của mình. Tập 8 chấp thi 80. Anh em nhớ lại đăng ký kênh Thiên Nhiên Tình nha. Con à, con đã đủ thiên kiếp rồi. Chuyến này con đến hiết tình tiền môn, trong lúc giết mấy trăm vị tiền nhân cũng tiền tay chiều qua một lần thiên kiếp. Huyền vương nấy đã là độ kiếp hậu kỳ, quần ấy có thực lực này, sao con có thể nhồm ngó năm dương nhọc bẻ chưa? Thì rồi đổ kiếp hậu kỳ, mấy vạn đại quân của ta, ta ý cẩn thận. Là Thủy à, bây giờ ông không được ngất ra nhà, dẫu sao thì kịch hay mới bắt đầu thôi. Đây là tiếng gì vậy? Đồng tính lớn như vậy giống như mấy ngàn đại quân, mắt đất đều rung chuyển, xem ra người không ít rồi. Hồ vương à, con phụng ý của người đặc biệt đến kinh thành bên thành quân, dâng lại uy nghiêm cho thiên gia. Vì hạ tuổi thần câu giá đến muộn, mong về hạ thứ tội. Con trai của lão Thủy Triệu Thường. Không tệ không tệ, đây quá thật là một màn kịch hay. Chắc Triệu Thủy ý và vì khiến trẫm vui, mà chuyện này kế hoạch cũng không ít thời gian rồi có phải không? Lão thần tôi đã muốn chết. Hả? Cây này sao khác với kịch bán đã dự tính trước gì? Chà, sẽ đụng nhiên nhận tội rồi. Phụ vương, chuyện này là sao? Không phải nói là bệ hạ tướng vương che mắt, người bắt con đến nghịch tử quỳ xuống. Hồi tiểu tử này nhất định phải hạ chết người cha già này mới yên tâm sao? Chìa thời ý à, chuyện đến nước này trảm cách chức người làm thứ dần không quá đáng chưa? Người đây là ý gì? Người tướng Nam Dương này còn trên tay người sao? Cầm hết rồi à, nói chuyện đi chứ. Thái úy đại nhân không đúng, lão già chồng thật là hại thảm một ta rồi. Nơi như biết con ông là thằng ngu, cho dù lúc trước ông nói nát cả trời thì lão tứ cũng không tin cái lời quý của ông. Thì tớ qua đây giết lão phú cho ta, ta phong ngươi làm bá tước. Cái gì cậu ta ư? Gây ra đồng tình lớn như vậy chỉ là cho bá tước ư? Quá nhớ mộng rồi chăng? Thì tử, người muốn chết đâu rồi? Nhưng mà cha chịu theo ý à, ông mưu đồ sống ngôi vị đoạt ngồi này bằng chứng rành rành, ông còn gì để nói? Kéo xuống. Chuyện hôm nay tra rõ cho ta, chủ mưu bất luận thân phận gì, sự chết. Dạ, bệ hạ. Phụ vương đỡ lại bách quan, trung với trẫm, vậy mà 10 không bằng 1, thật là đáng thương. Bệ hạ, lão thuần tiền không có lòng hài, ở đời này kiếp này thì chết đi theo bệ hạ. Bệ hạ, lão từng dốc hết toàn lực nhất định cho phò trợ, tốt bệ hạ điên hạ. Vậy được. Trạm tuyên bố bắt đầu từ hôm nay, tướng vương là nhiếp chính vương, toàn quyền quản lý chính vụ vương triều Nam Dương. Bị hạ ảnh minh. Ta có thể có đứa con trai như con, ôi thật là phúc tu mấy đời của ta đó. Lần này có thể trở thành nhiếp chính vương, đó là nhờ công phúc của con. Chà, người nói với con cách sách vậy sao? Bệ hạ nhìn thấy lòng trung thành của lầm và chúng ta, người phong con là nhiếp chính vương là tín nhiệm và đồng thuận với lầm gia ta. Có đạo lý. Nhưng mà tiệt tiệt còn sao lại có chút đồng tỉnh đã đấu kiếp thành công rồi? Thiền phủ này quá thật là đáng sợ rồi đó. Thật ra cũng không có gì, chỉ là may mắn thôi. Thiền phủ tuy quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là có được sự tán thưởng của sư phụ. Không có sư phụ thì không có ta của bây giờ. Nhớ tới năm xưa, cái tướng mạo của ta tuy không bằng con, nhưng mà lúc trẻ thì cũng xem như là mấy năm hiếm có ở trong vương triều Nam Dương. Lúc đó ta từng làm siêu lòng không ít là thiếu nữ. Nhưng mà may mắn sao lại kém hơn con nhiều như vậy chứ. Nói như vậy, cha, mẹ của con bà ấy
Thân phận của mẹ con rất là thần bí. Lúc đó cô ấy bị thương, đến nằm giường. Hai ta thất kiến chung tình, sau đó thì có con. Sau đó thì cô ấy đã không nói một lời, liên lụy đến cha con chúng ta, nên đã lén lút rời đi. Từ đó thì mất âm vô tín. Thì con chưa từng gặp qua mẹ, nhưng nhìn bộ dáng này của cha, con... Chuyện này cứ giao cho con đi. Con nghĩ với thực lực của con bây giờ, cộng thêm sức ảnh hưởng của vô định tiền môn, chỉ cần ta gửi tiền ra thì chắc chắn rất nhanh sẽ tìm được. Lần này rời đi, lần sau cũng biết khi nào về. Cha, chăm sóc tốt cho mình. Chủ nhân, cuối cùng người cũng về đến rồi. Dạ vương. Nhưng sau này tôi làm một chút, cô không thể nào theo các cách để bên ta được, có biết không? Nhưng ý nghĩa tồn tại của nô gia chính là phục vụ chủ nhân. Nếu như không ở bên cạnh chủ nhân, tồn tại của nô gia cô có ý nghĩa gì? Bằng ngày bằng mặt có được cái như vậy. Nhưng có đi tìm tiểu hữu dùng chạy trước đi, ta đi tìm sư phụ có việc gấp. Ta ở đây. Hữu Dung à, cô giúp ta chăm sóc quậy nhà, ta có việc rút trước đây. Được. Sư phụ, đệ tử có chuyện cầu kiến. Nói đi, có chuyện gì? Sư phụ à, còn ít đệ tử lỗ mãng rồi. Ngại mà, sướng mà còn ngại. Không sao, con nói của con là được rồi. Đệ tử ra ngoài tình cờ gặp được một người đột kiếp địa tiền. Kỳ lạ là cũng dẫn đến thiền kiếp. Nhưng sau khi chịu qua mấy trăm đạo thiền lôi, trợ linh lực ở trong cơ thể của con thăng hoa, thì cơ thể vốn không có bất kỳ một biến hóa gì. Và lại cảnh giới hình như cũng như cũ, lại ở hết độ kiếp hậu kỳ. Ta còn tưởng là gì? Tập 85. Với cường độ cơ thể của con bây giờ, chỉ có mấy đạo tiền kiếp của thiên đạo huyền nhường giới gian xuống thì nó có thể đã thường còn. Vậy thì ngạo khuyển chẳng phải là phải câu thế sao? Ngạo khuyển đó là gì? Chẳng lẽ là con rồng? Chị chúc sư phụ, nếu đã là vậy, chẳng lẽ nói là đệ tử bây giờ nhận tiền nhận vô vọng rồi sao? Không sao, đến lúc đó thì có thể bảo hồ ngàn vẫn còn ra thiên ngồi đầu kiếp. Lôi kiếp ở đó đảm bảo con vừa ý. Cái này, tuy bây giờ sợ thì không sợ nữa, nhưng biểu cảm này có sư phụ lại khiến cho mình sinh ra chút sợ hãi à. Con muốn bao giờ đổi kiếp nè? Càng nhanh càng tốt. Càng sớm nâng cao cảnh giới cũng càng sớm có cảm giác an toàn không phải sao? Hơn nữa ta cũng muốn mau rời khỏi thế giới này, đến thiên ngoại hiểu thân phận quá khứ, mọi thứ của sư phụ. Vậy con đi cầu ngang qua đây. Lá Phương, mời qua đây chút đi. Làm gì? Ngươi gọi ta qua đây không phải là muốn bảo tôi đi dọn dẹp cả tiền môn chứ? Chà vậy, ở trong lòng cô chính là ông chủ ác tâm như vậy ư? Được rồi, đưa cái cậy nữa. Ô nghe, cô dẫn cậu ấy ra ngồi một chuyến đi. Ra ngồi. Ô ngàn ảo tưởng, và chẳng lẽ là qua lâu như vậy rồi ta cuối cùng cũng có cơ hội đó về rồi sao? Bạch Kỷ còn nói, đệ tử tuân lệnh. Chuyện là như vậy. Bắt đầu kết thúc của chuyện này chính là như vậy. Cô bỏ tôi dẫn hắn ra ngoài, chẳng lẽ cô không sợ tôi giết hắn sau đó bỏ chạy về sao? Cô không dám. Không dám, thiên hạ này không có bốn vương không dám. Vậy thì tốt, nhưng tôi có một điều kiện. Sau khi ra ngoài, cậu toàn bộ phải nghe tôi. Được. Được rồi, đứng xa chút, tôi phải hộ vào pháp lực của cô. Hồi sức mạnh đã về rồi.
Và tiên lực mạnh lần nữa trong cơ thể đại lưu động. Loại cảm giác này thực sự là quá tốt rồi. Tôi không dám giết Lâm Huyền. Chẳng lẽ còn không thể bỏ chạy sao? Ra khỏi nghiền ngường giới này, và chẳng phải là trời cao biển rộng. Lý Hậu Tình tộc nhân cũng là nữ đế tuyệt thế, quán tùy trừ thiền. Cô ấy không đến mức mùi vì một tiên vương nhỏ nhỏ như ta truy sát ta trừ. Nhưng ta phải nhớ trước, bất kỳ nếu có một chút gì tôi giết cả tộc của cụ. Hả? Biết rồi. Hồi vào qua thì đến lúc đó tôi thấy một chút thủ đoạn, cố gắng tránh xa huyền giới xa một chút, chờ Lâm Huyền độ kiếp thành công tôi trở thấy là bỏ chạy. Đã tờ sư tồn đô nhi cáo lui. Đi thôi. Sao biết là vườn mạnh như vậy, ta lúc đầu nên cầu xin sư phụ để cho cô ấy trở thành ô vệ của ta. Dẫn ra ngoài không tốt hơn huyền hoàng đến sao chứ? Thì tử ngày lại nghĩ bớt bá gì rồi. Yên vụ bà phủ mở tầng biển. Wow, đi theo tôi. Tôi còn chưa từng nghĩ qua chỉ dùng vương thức này rời khỏi nguyên giới đến thiên ngoại. Ui, trộm mặt quá. Gì vậy? Không ngờ đến thiên đạo trói buộc giới nguyên ngưỡng tỷ vạn sinh linh ở trước mặt cương giả chân chính lại kém như vậy. Thì ta thoái mấy bước đã bị mơ qua rồi à. Xem ra đừng có động. Âm thanh này là Lý Hậu Tình. Ui, đi tới một bước nữa. Cô ở khâu Hải Phòng dọn dẹp cả đời đi. Cô không cần nghĩ cha cô sẽ đến cứu cô. Cô đến lúc đó ta sẽ đích thân đến thường mình giới mang đầu cô mấy về cho. Đến lúc đó cũng có thể khiến cho cô có thể tận trách nhiệm làm con rồi. Vâng, tôi biết rồi. Đây là giới này thiên đạo cường hẳn, thiền lôi là ở chỗ này giải phóng, có lẽ đủ để cầu đồ kiếp rồi. Thiên đạo giới này quả nhiên đủ mạnh. Bỏ đi, tôi bây giờ vẫn là tránh xa hắn một chút thì hơn. Nếu không nó bị Lý Hữu Tình phát hiện rồi, vậy thì mình ăn không được thì cũng đừng hòng đi. Ta phải xem thử lôi kiếp ở đây rốt cuộc có thể đạt đến mức độ nào đây. Không ngờ sư phụ của mình đúng là siêu siêu mạnh. Ta không tin lối điện này còn có thể lợi hại cỡ nào. Hả? Vậy là chờ tự mình gánh trước đi. Nếu như hắn thật sự kiên trì không nổi thì mình sẽ ra tay cứu. Trước lúc đó thì tiên lực và cơ thể của mình đã hoàn toàn là phần hai nhánh. Nhưng đã trải qua lôi kiếp vừa nãy, bây giờ chúng đã hoàn toàn hòa thành một thể. Đạo cờ cũng tự nhiên dần dần viên mãn. Cũng chỉ như vậy à. Thần hòa của đạo cờ mức độ hoàn thành 100 không đủ, một lôi kiếp đã biến mất. Đây. Đây không phải là thiền kiếp số 1 trong bảng xếp hạng truyền thuyết vàng mạc phệ linh lùi sao? Trạm sát mấy pháp vật này xem như là độ kiếp thành công rồi. Cậu cũng có thể dùng pháp bảo. Nhì lão vườn, cô không nói sớm. Tôi lúc nãy con tưởng chỉ có thể cố chịu không thể phản đòn chưa. Hồi thật là ức chế quá mà. Cương hóa. Xem đẹp mắt chưa. Mây điện dần dần tán ra. Tập 86. Rất tốt.
Tôi bây giờ đã thành công bước vào tiền nhân sơ kỳ, chính thức trở thành một tiền nhân rồi. Đi thôi lão vương, chúng ta nên về rồi. Có người không có ý tốt với cậu, có muốn tiền tay giải quyết không? Ồ, lúc nãy khi cậu độ kiếp đã kinh động yêu tộc ở thiên địa này, bây giờ chúng đã đến rồi. Vốn tưởng là tộc ta sinh ra một vị thiên kiều, không ngờ lại là nhân tộc. Nếu đã như vậy, vậy thì người đi chết đi. Ta nói chỉ dựa vào người muốn giết hắn, nằm mơ đẹp vậy. Người nói gì? Nếu ngay cả hát các bậc nhiều người cũng có thể giết hắn, rồi vậy thì ta không cần phải cúi mình, cẩn thận nhiều năm như vậy rồi. Lúc nãy chỉ là một tiền nhân trung kỳ, vừa đủ kiếp mà thôi. Hơn nữa, trừ phi có kim tiền bảo vệ, nếu không thì người này tất hóa thành xương khô. Người thật là ta tâm gồng hết mà, nhất định là phải đấu sát đúng tường nam. Đợn chết, nhà đầu chi tiết, ta xem người một chút. Tiểu tử này lúc nào đứng bên cạnh mình vậy? Lão vương nói, sao cũng là nửa người của phong bồn tà, sao có thể cho người phép người như người ức hiếp chứ? Đáng chết, phải nghĩ cách mới được. Quà chạy nhanh thực, nhưng muốn giết bổn tòa, các người còn chưa đủ đâu. Người này sau này ắt phải trừ khử, nhưng tuyệt không phải hôm nay. Đối mặt chân quà chỉ là hai tên nhân tộc mà thôi. Và vì chúng cớ gì phải chờ ngày sau? Bọn yêu tộc đó trên trời thảo luận cái gì vậy? Hình như là muốn làm chút chuyện lớn. Vùng vẫy cũng vội thôi, cái bộ đầu trâu mặt ngựa. Phong tỏa thiên địa. Ta muốn xem thử, bây giờ các người con chạy ra ngoài được hay không? Lúc nãy, chẳng qua là bốn tòa sự ý. Người tưởng dựa vào cái đỉnh rách này thì có thể trói được bọn ta sao? Hiện ra chân thần là muốn liều hết sức à? Yêu tộc, sao có thể? Ngươi nói việc là việc chứ, đúng là ngông cuồng. Một kim tiền nhỏ bé cũng dám đụng anh nát bản thể huyền hoàng định. Tự tìm đường chết. Ý? Ôi mẹ ơi, đây là huyết thị kim tiền đầy đó. Cái đỉnh bảy già người, có vị là chân nát cho ta rồi à. Trên trong bàn lĩnh có ngươi kìa. Lão vương giúp một việc. Cô giết chết họ đi, nhưng phải để lại máu thịt của họ, ta muốn mang về. Không thành vấn đề. Tuy còn biết tức lực cụ thể của mấy yêu tộc này, nhưng sức mạnh huyết nhục mà mấy yêu tộc này chắc chắn là mạnh hơn bất kỳ một tên yêu tiên nào trong giới yêu ngư. Nở tình lúc này hắn ra tì tường cửu. Mọi người đừng hoảng, mau chúng ta phải ngăn chặn. Wow, đây đốt mất rồi. Nếu bị hồ hoàng định chân vỡ thì con có thể hấp thụ huyết vụ đó, không chừng con thấy dùng đó rèn luyện thân thể. Nhưng cái số trò này chỉ có thể đem về là phần bốn thôi. Sao, tôi có phải rất là lợi hại không? Lão vương à, người... nhất thời hưng phấn quên rồi. Xin lỗi nhà, xin lỗi. Lão quá cùng ra tay, một phát không nắm được sức mạnh. Hơn nữa, rõ ràng là mấy yêu việt tiên này quá yếu rồi. Thôi được. Sau khi hưởng thụ sự đề thăng do thịt rồng mang lại, mỗi lần gặp được yêu tộc thực lực mạnh hơn, mình thực sự thèm cơ thể của chúng mà.
À, cái đó tiếp theo chúng ta đi đâu? Để có về nhà, tuyệt đối để có về nhanh như vậy. Khó khăn lắm, chúng ta mới ra đây một chuyến. Chúng ta vẫn là làm chút thức ăn rồi mới về đi. Ừ, được. Ở đây tốt nhất là có thể ở ngồi nghỉ ưng giới ở trăm ngàn năm. Chỉ còn thời gian mình ở ngoài càng dài thì phụ vương có thể cảm nhận được hơi thở của mình. Khả năng ông ấy đến cứu mình cũng sớm hơn. Làm ơn Lâm Huyền à, thật là càng lúc càng giống người tốt. Lão vương này đang nghĩ cái chuyện gì vậy? Trên dưới hải ngàn nhì là biến mất mấy trăm năm rồi, vậy mà hôm nay cuối cùng lại có chút tin tức của nó. Và lại chỉ cần đi theo hơi thở này, nó cũng chừng có thể tìm được nơi ẩn cư của Lý Hậu Tình. Thì đánh không lại Lý Hậu Tình, nhưng gơ tởm của ta thì chúng ta vẫn có thể làm được. Tiến thêm nửa bước, người chết, thánh ô nhất tộc, diệt. Nani? Âm thanh lúc nãy là Lý Hậu Tình. Yêu nữ, đừng có tưởng trẫm sợ ngươi. Màu đem ngàn nhì trả lại cho trẫm, nếu không thì gì, mượn con gái người có chút việc, sau khi làm xong thì mới trả cho người. Đâu có làm gì nữa đâu, ngươi không cần phải cẩn trương như vậy. Một đạo hóa thần ở bên ngoài cũng xứng đứng ở trước mặt trẫm. Hổng hách khả đấy, thú vị. Rút hàng xịn ra, Huyền Hoàng cổ đến, chỉ thấy một trong đó cổ luôn dịu dư đã chết lại lắm lắm nhục trống như vậy. Ừ, thù thôn phệ đã chết, pháp lực của ta đâu bị cái đỉnh này úp đi rồi. Đó là ây da, xem ra tu luyện của người cũng không lợi hại lắm. Đối phó với người một mình à, một đỉnh là đủ rồi. Mau lui đi. 87. Khí tức ngàn nhị rõ ràng ở bên đó, nhưng hôm nay ta lại không có khả năng để vượt qua núi này rồi. Hy vọng cô có thể tuân thủ lời hứa. Không ngờ một đạo hóa thần ngoài thần của cô ta đã đủ để nghiền nát tiên đế như ta. Ôi, người này cực kỳ đáng sợ. Chờ đã, lúc nãy các hạ tức giận vô số phương vị hóa làm phẫn. Đã lẽ như vậy sao có thể không trả? Yêu nữ đừng, pháp lực này làm ra chẳng lẽ là không sai, chính là giới vật của Triều Thánh Điểu một tộc thống trị. Hy vọng cô có thể ngang như vậy. Thật là kỳ lạ, ta chẳng qua là dùng phương thức người đối phó với ta đối phó lại với người, không ngờ người lại tức giận rồi. Ôi, yêu nữ đáng chết. Yêu vật ở đây thu thập cũng gần xong rồi, chúng ta cũng nên về đi. Bảo Hoàng cấp cần con nữa rồi, quả ngồi lâu như vậy rồi mà hắn vậy mà con chưa xuất hiện. Nhưng nơi gì nó lại tim anh rốt cuộc có muốn tự chạy không? Quét dọn không thể nào về quét dọn được. Ô ngàn ta cho dù có chết chết ở bên ngoài nên đất để lạc cũng không thể nào về quét dọn được. Sau khi về tự phòng tùy vì hết hồn. Nè cô sao vậy? Hối hận sẽ vô cùng hối hận. Lúc trước mình không nên đi xem chiến. Chưa nhìn thấy Lý Hậu Tình đánh ba vị tiền để ra thì không học được cái gì khác. Thậm chí còn thèm luôn cả bản thân vào nữa chứ. Tôi nghĩ sư phụ dẫn cô ta về khả năng nhiều hơn là vì đã bảo vệ cô, bảo vệ an toàn của ta. Chờ tu vi của tôi theo kịp cô
thì sau khi không cần cô bảo vệ nữa, tôi sẽ đề nghị sư phụ để cho cô về. À được rồi, chờ cô đuổi theo tôi thì không chừng tôi cũng xong rồi. À sao có thể chứ? Tuy ngày thường cô đâu võ mồm với cô ấy, nhưng bất luận nói sao thì lão vườn nhân thì vẫn không tệ. Yên tâm đi, có sẽ không tiêu đầu. Sư phụ ta giống cái lỗi người tàn bạo vô tình sao? Ui sao không phải chứ, người không thấy lúc cô ta đánh ba tiên đế đâu. Đi thôi, chúng ta về đi. Ừ, được. Chúng ta thông qua trụ ngàn này là có thể về đến cho Khải Phong rồi. Ờ à, được. À, cuối cùng cũng về. Tư phong tu vi. À, tư phong tu vi và bí phong tu vi thì chỉ thiếu có một chữ thôi, nhưng con cách trong đó lại rất lớn. Người ở dưới mái người không thể không cúi đầu. Sư phụ à, chúng con về rồi. Trước khi phụ vương đi cứu mình, mình vẫn tiếp tục thật thà ở đây thi tục hưởng. Cảm thấy thế nào? À, đệ tử cảm giác tạm thời nguyên giới vi diện khác thì giống như là một cái hạt cát vậy. Có thể ngộ được thì cũng không tệ. Tuy nói không thể nhìn xa trông rộng, nhưng cũng không cần phải quá tự ti. Với thiên phú của con thì vẫn rất là xuất chúng. À, chấp bẫu à, là bắt đầu đắc ý rồi đó. Sư phụ à, lần này con ra ngoài còn mang chút đồ tốt về. À, con muốn làm một chút không? Ừ, dân lửa. Dạ. Nửa canh giờ sau, Bạch Kỷ à, con đến đây. Ừ, sao vậy sư phụ? Vì sợ không giờ nấu nướng, con làm đi. Sư phụ à, người cứ xem như là luyện tay đi. Như vậy sau này chúng ta cũng có thể. À không không không, ý của con là... Sư phụ à, người có muốn uống chút gì không? Vì sự không giỏi uống rượu, và lại khi uống say hơi không nhã, cách này cũng sẽ quên những gì đã làm. Và wow, cô có cái lỗi chuyển tốc này. Uống vài ly là được rồi. À, tu sĩ đời ta một đời nghịch thiền mà làm. Nó chỉ biết tu luyện vô số ngày tháng, chứ không phải là quá khô khan ư. Tu hành một đời không chỉ là vì tàn thề mấy trăm tuổi thọ. Lời này cũng nói phải. Tốt lắm, cơ hội đến rồi đây. Hôm nay sư phụ uống rượu đương nhiên không phải là nhằm vào người uống say làm chuyện cầm thú, mà là muốn tự mặt mình mặt bên tìm hiểu một vài chuyện khác. À, sư phụ mời. Và sư phụ à, tấu lượng tốt. À, vì sư con uống được rồi, uống nữa sẽ ra vẻ xấu mất thôi. Ừ, miệng nói không được, nhưng cơ thể lại khá thành thật. Nhìn châm châm ta làm cái gì? Không sao, anh không sao. Ý, à, không đúng, nói là không uống được đâu, nói là không uống giỏi đâu. Nhưng từng này... Vì sự tùy không dội uống rượu, nhưng uống vài ly cũng được. À, vậy, à, vậy á. À. Ừ. Xem con mãi không uống, không phải là không được đi chứ. Chào, sao có thể chứ? Ừ, xem đây. Ta còn tin, ta đường đường là Tiểu Bạch Long Quán bà. Con có thể bị một cô gái chút say chứ? Uống rượu với tiền đế, con muốn chút say người ta. Ừ, người này chẳng phải là lão thọ tình trèo cổ, chán sống rồi sao? Ừ, con chẳng phải là muốn biết sau khi vì sự uống say, sẽ làm gì sao? Ừ, muốn. Ừ, đã say đến không mở mắt nổi rồi à. Chỉ đáng tiếc là con đã không thể chút say ta nữa rồi. Nhưng mà nói là uống rượu, làm sao có thể thiếu vũ nữ chưa? Ai không phải chứ, không phải chứ. Tuyệt sắc nữ đế quá tuyệt chư thiền, lại cần tâm hiến mua cho tiểu tử nhân tiên ư. Ừ, đẹp quá.
Ý tính rồi. Sáng trời. Ôi cha, trời ơi, mình ngủ say rồi sao? Sư phụ đâu? Nhưng nó đi thì nó lại. Nếu mình đi bây giờ còn hoàn chỉnh sống sót thì chắc không làm ra cái chuyện kỳ lạ gì với sư phụ đâu ha. Ý, không ngờ đường đường là Tiết Bạch Long quán bà lại bị một nữ tử uống đến nằm xuống. Hay da, đúng là tạo nghiệp mà. Sao gần đây con chăm chỉ như vậy? Tuy lúc trước con từ cho vị trí trưởng môn của ta, nhưng chỉ cần con mở lời thì bây giờ lập tức có thể truyền vị cho con. Con, tu vi của con rõ ràng hôm qua mới đủ kiếp hậu kỳ, bây giờ thì tốt rồi, chỉ qua một đêm mà hắn đã không phụ trưởng môn kỳ vọng, đệ tử hôm qua đủ kiếp thành công. Xem ra không thể nào kế thừa ta rồi. Tập 90. Chương môn không cần phải như vậy. Từ bắt đầu đến nay, con đường không phải là lựa chọn tốt để trở thành trưởng môn. Hơn nữa, người cơ thể thì khỏe mạnh, sống tới mấy vạn năm cũng không thành vấn đề. Mà sau này người chắc chắn sẽ gặp đệ tử có tư chất mạnh hơn con. Cho nên, người hạ kế phải sâu tiền đồ của tiền môn chưa? Mấy ngàn năm thì có thể sống, nhưng nếu không thể gặp được cơ ngộ như Lục lão, đời này vẫn chỉ có thể thui thố. Chương môn không giấu gì người. Trước khi rời khỏi giới này, con tính phá vỡ trói buộc thiên đạo. Nói ra thì đơn giản, thiên đạo chỗ nào không có, nhưng lại không đâu tìm được. Hành động của Lục lão trước khi rời khỏi bờ ngoài là chém đi chông gai của bọn ta, thực ra là đi tìm thiên đạo ở đâu. Chỉ đáng tiếc trước khi bị thiên đạo hoàn toàn bài xích, vẫn không thể nào có đột phá gì. Không sao, còn tiền con nhất định được. Không tệ, rất tự tin ha. Phải rồi, chương môn à, mục đích lần này đã tụ đến, vậy là vì tung tích của mẹ con, không biết bây giờ tiến triển thế nào. Đã có tin rồi. Bảy ấy ở trong vương triều, Thu Nguyệt cách vương triều, Nam Dương, các người ngồi dàn dặm. Trong một đại tộc thế gia hiện hách. Hoa Quỳnh, mẹ của Lâm Huyền. Chỗ đó thực sự tốt như vậy sao? Hoa Côn, tộc trưởng Hoa Gia. Đã mấy chục năm qua rồi, con vẫn nhớ nhung ở chỗ đó không quên. Con có biết lúc trước khi lão tổ biết chuyện này tức giận cỡ nào hay không? Con là tộc người trong số ít có thể bị lão tổ nhìn trúng. Con nói ra, ngồi chạy bừa thì cũng thôi đi, để con phá hủy thân thể hoàng bích. Hành vi này của con đúng là đoạn tuyệt cơ hội đột phá đại thừa kỳ của mình. Con có biết, con cũng từng bị ta đưa qua đỉnh đầu, cũng từng là kiêu ngạo của bộ tộc ta không? Vậy người có biết, ở cái chỗ mà người cho là xa xôi đó, con của con cũng từng được con đưa qua đỉnh đầu. Còn bỏ đi, chứ con bây giờ con theo ta về thì mọi việc hôm nay ta đều có thể xem như chưa từng xảy ra. Bỏ đi, chứ con bây giờ con theo ta về, mọi chuyện hôm nay đều xem như chưa từng xảy ra. Về thì về, vậy tôi cũng muốn tự về. Tôi không tin ông không có lúc ngủ. Mọi thứ chỉ có thể trách ta quá yêu chiều con. Nếu ta đối xử với con như anh con, sao con lại dám nói chuyện với ta như vậy chứ? Nhưng ta có thể cho con một cơ hội. Nếu trong trăm năm, đứa bé đó có thể đột phá được hợp thở sơ kỳ, đồng thời đối họ Lâm Tịnh Hoa, con đến lúc đó có thể để cho hai mẹ con người trùng phùng. Trong hẻm của vườn triều Thu Nguyệt,
Theo như tin mà trưởng môn cung cấp thì vị trí của mẹ ta có lẽ ở gần đây. Tránh ra, mau tránh ra. Nếu còn muốn bị liên lụy thì mau tránh ra hết cho ta. Nguyễn Anh Hậu Kỳ, Hòa Ngân Nhụy, Tiêu Tật, Trộm Chí Bảo tầng 1 cũng muốn chạy. Ê, tránh ra. Ê, 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 da. Úi chà. Không phải bảo người tránh ra sao? Sao còn ngang trước mặt ta? Đường rộng như vậy, chẳng lẽ cô không thể đi vòng sau? Người đây là ý gì? Người tính đồng để trách nhiệm ư? Ừ, tôi có trách nhiệm sao? Ừ. À, chưa quên à, chính là mấy cái người này ăn hiếp người ta. Nè nè nè, cô làm cái gì lôi ra có phải không? Nếu người đã tạ có tội mấy, vậy thì đừng trách ta kéo người xuống luôn. Họ lúc này xem chút nữa lông sạch người ta đó. Hồi tình tình của nhà đầu này, một chút cũng không đáng yêu. Hả? Ta nói tiêu tử người sao lại không chạy? Thì ra là cùng một, cùng với cô ta là một bọn. Dân cô gái đã về, để phòng tiêu tử này về báo tin giết luôn đi. Dân. Tuy mấy tu sĩ hóa thần kỳ này với mình mà nói chẳng qua chỉ là phun nước mà thôi. Ý. Nhưng vì đã cô gái này trải nghiệm một chút xã hội hiểm ác, mình quyết định. À, mời chư vị. Ừ, tiểu tử này khá biết điều đấy. Nhưng đây cũng không phải là lý do ta không giết ngươi. À, thiệt cái tình. Nhẹ nhàng. Tỳ nói trong vương triều Thu Nguyệt này, hóa tân kỳ không phải là tồn tại cao nhất, nhưng có tuyệt đối tính là trung kiên của các đại thế lực. Nhưng này hắn lại bị một tiêu tử này dùng một ánh mắt trực tiếp phế tu vi rồi. Vì hắn rốt cuộc là ai? Ai tại hạ có mất không trọng mạo phạm lão tổ, mà lão tổ tứ tuổi tiểu tha tiểu nhân một mạng. Đứng lên đi. Nếu có ý thực sự trọng độ của các người nên xử lý thế nào thì có xử lý tại đó. Ý. Cô nhóc, hôm nay có nghe thấy bọn ta đi. Đừng. Không được, không được, tuy đó không được. Hả? Tôi có thể đưa ra yêu cầu không? Ừ, yêu cầu gì? À, đội một nhóm. Cô không bằng lòng chịu trách nhiệm, đã kéo dài thời gian. À! Nếu thật sự cậu dám để họ xâm phạm tôi nhất định sẽ công tác cho cậu. Cho nên cậu xin, cậu ấy thả tôi đi. Hả? Được lắm, thì ra nhà đầu này lại nghĩ đến phương diện đó à. À, cậu xem, chúng ta lúc trước không từ cùng oán, há tất phải kết thù chứ. Ý. Đem đồ cô trộm được trả về đi, sau đó thì trả lời tôi mấy câu hỏi thì tôi sẽ bỏ qua cho cô. Ừ.